Xin chào bạn. Tiếp tục với chủ video ngữ pháp tiếng Anh không khó. Hôm nay chúng ta sẽ học cái cách dùng của từ no longer. Ở đây tôi là bác sĩ, còn ở đây là tôi không còn là bác sĩ nữa. Có nghĩa là hồi xưa bạn là bác sĩ, bây giờ bạn không còn là bác sĩ nữa. Có thể là do bị sao đó không biết. Rồi, thì ở đây tôi là bác sĩ, chúng ta sử dụng động từ to be. I am này là to be nè. I am a doctor. Thì nếu như động từ to be thì chúng ta sẽ nói là I am no longer a doctor. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần thêm cái từ no longer vào đúng vị trí này là được. Có nghĩa là đằng sau động từ to be. Thêm I am no longer a doctor. Rồi, nhưng ở đây chúng ta có từ live, đây là một động từ thường. Động từ thường chỉ một hành động bình thường. Thì tôi đã cũng có làm rất là nhiều những video giải thích sự khác nhau động từ to be và động từ thường. Các bạn có thể xem những video đằng trước ha. Thì chúng ta sẽ nói là tôi sống ở Hà Nội, bây giờ là tôi không còn sống ở Hà Nội nữa. Thì các bạn nói là I no longer live in Hà Nội. Có nghĩa là cái từ no longer này, từ no longer này sẽ được đặt đúng vị trí này. I xong là tên no longer, có nghĩa là đặt sau động từ thường. Có nghĩa là nó sẽ đặt trước động từ thường và sau động từ to be. Nhắc lại một lần nữa, từ no longer sẽ đặt sau động từ to be và trước động từ thường. I am no longer a doctor và I no longer live in Hà Nội. Ở đây tôi có một số bài tập cho các bạn. Tôi yêu bạn. Nếu mà chúng ta, tôi bạn là I love you. Love này là động từ thường. Vậy nếu mà chúng ta nói là tôi không còn yêu bạn nữa. Anh không còn yêu em nữa đâu đó. Tôi không còn yêu bạn nữa. Câu thứ hai là tôi ở nhà. Ở này là động từ to be. Là động từ to be. Vậy vậy tôi đâu còn ở nhà nữa đâu. Tôi không có còn ở nhà nữa, hay là tôi không còn ở nhà nữa. Tôi đâu còn ở nhà nữa đâu. Anh đừng có đến đó tìm tôi nữa. Tôi đi du lịch rồi, tôi đâu có ở nhà nữa. Thì bạn sẽ nói tiếng Anh như thế nào? Hãy bình luận hai câu này xuống. Hy vọng video hết bạn. Gặp bạn trong những video tiếp theo.